Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện nóng hổi luôn của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Lò mắm nhà Tri huyện. Khôi dự định làm bộ truyện này trong vòng 3 tập. Và trước khi đến với bộ truyện này, Khôi xin quý cô chú anh chị một ít thời gian. Hiện tại thì tác giả Lê Nguyệt vừa mới xuất bản một quyển sách truyện dài. Đây ạ, và quyển sách này có tên là Quyền Huynh Thế Phụ. Hình như là đưa vô đây nó bị ngược lại á, cho nên là cô chú anh chị chịu khó thông cảm cho Khôi. Quyển sách này có giá là 250.000 và Khôi sẽ để đường link của tác giả Lê Nguyệt, đường link Facebook của tác giả Lê Nguyệt ở bên dưới. Quý cô chú anh chị nào mà có ý định muốn mua quyển sách này thì hãy nhắn tin trực tiếp với cô Lê Nguyệt. Và tất nhiên là số lượng có hạn, cho nên là mình cố gắng mình nhắn tin cho cô càng sớm càng tốt. Chứ không thì nếu mà hết rồi thì uổng quá. Khôi thì quyển sách này là một quyển sách Khôi thấy rất là giá trị. Từ chất lượng của sách, chất lượng in cũng như là bộ truyện bên trong. Sách này đã được hội nhà văn, đã được hội nhà xuất bản hội nhà văn duyệt rồi. Đó, thông tin gửi đến quý cô chú anh chị ạ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của Lò mắm nhà Tri huyện. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Từ khi bà ba bỏ đi, thì bà lớn Tri huyện trở lại, quản lý lò mắm như hồi trước. Lò mắm này là của hồi môn ông tỉnh trưởng tỉnh An Lạc cho con gái. Đối với việc làm mắm và quản lý, cô ba Hướng Tâm, con gái lớn của ông tỉnh trưởng Lê Hướng Danh, rất rành và thạo việc. Bởi vì Hướng Thành, anh trai lớn của cô, bấy giờ đã là đốc học tỉnh rồi. Anh có vợ và ra riêng. Ông bà Hướng Danh sau khi gả Hướng Tâm cho Trú Tài Toàn thì ở với con trai út là Hướng Đạt. Trên Hướng Đạt là anh Tư Hướng Bình và chị Năm Hướng Diệu, sau này cưới vợ cho Đạt về sống chung với ông bà. Ông Tri huyện Đoàn Trọng Toàn vốn là thư sinh nghèo, có mẹ già cần phụng dưỡng. Sau khi đậu Trú Tài, định tìm một chức quan nhỏ để lo lắng cho mẹ thì lọt vào mắt ông Danh. Thấy người học trò nghèo có chí nên ông cất nhắc. Rồi sau khi Toàn cưới Tâm, ông Danh mới bổ nhiệm Toàn về làm Tri huyện cho huyện An Thời. Tiễn vợ chồng con gái về nhiệm sở, ông bà Danh gọi Toàn và Tâm vào, căn dặn: "Cha má giao con gái cho con, nó sẽ giúp con tề gia nội trợ để con yên tâm ở chốn quan trường. Nhưng cha cũng cảnh cáo trước với con, nếu con làm tổn thương con gái của ta, thì đường hoạn lộ của con coi như sẽ rất gập ghềnh. Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai làm con ta đau khổ. Nếu có sai, con hãy trực tiếp báo cáo với ta. Ta biết dạy con mình." Huyện Toàn mang theo câu nói của cha vợ đi nhậm chức, mà trong lòng có chút gì ấm ức và buồn tủi. Tuy nhiên, sau thời gian sống chung, Huyện Toàn nhận thấy mình không có điều gì phàn nàn hay bất mãn về vợ. Càng lâu, càng cảm thấy trân quý cô hơn. Hướng Tâm dắt theo người hầu lớn hơn cô 6 tuổi. Chị này đã chăm sóc chơi chung với Tâm khi cô vừa biết đi biết nói. Chị tên Lại, cha má làm công cho nhà Tri huyện từ hồi ông Danh được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng An Lạc. Lại rất mực trung thành với Tâm, coi cô như em ruột của mình và cũng nhận lại sự tính cẩn của cô chủ nhỏ. Rồi chị Lại có chồng tại huyện An Thời là anh Thuận. Hai vợ chồng được Tâm cấp cho căn nhà trong khu vực nhà Tri huyện. Ban đầu, vì là người tính cẩn nên bà huyện giao việc quan trọng ở lò mắm cho họ. Sau này, chị Lại sinh con, không muốn người ngộm lúc nào cũng mang mùi mắm tới gần các con chị, nên bà huyện mới giao cho vợ chồng việc nhẹ nhàng hơn, đó là đảm nhận công việc chăm sóc cây cảnh cho ông Toàn. Họ sinh ra hai người con trạc tuổi Khôi và Quân. Cám cảnh gia đình anh Thuận đơn chiếc, anh chị em tổng cộng có 5 người, nhưng đều giáng số, giờ chỉ còn lại người cha bán thân nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều trông vào mẹ và đứa em trai là Hoàng. Nghe vậy, Tâm nhận Hoàng vào làm ở lò mắm để có tiền trang trải thuốc men cho cha mình.
Và dần dà, cả nhà anh Thuận chị lại, kể cả Hoàng, đều là tâm phúc của Tâm. Hoàng có quyền ra vào nhà tàng trữ vật liệu làm mắm và các loại mắm quý mà chỉ một mình Tâm có chìa khóa. Tri huyện Toàn đưa mẹ về chăm sóc, hết lòng cảm kích cha vợ nên rất yêu thương hướng Tâm. Bù lại, Tâm là người con gái nha giáo, một lòng hiếu thuận với mẹ chồng và dung quán cho sự nghiệp của chồng. Cô phát triển ngành làm mắm, cô được cha ruột cho mấy chiếc tàu thuyền đánh bắt cá để gài mắm và mấy chiếc ghe để đem mắm giao tứ xứ. Chi phí trong gia đình đều do huê lợi từ lò mắm mà ra. Chính vì vậy, Toàn luôn được tiếng là một vị quan thanh liêm, không hề bóc lột dân chúng đồng xu cắt bạc nào. 6 năm, Tâm sinh cho tri huyện Toàn 3 người con, 2 trai 1 gái. Đoàn Trọng Khôi là trưởng nam, kế tiếp là Đoàn Trọng Quân và em gái Đoàn Lê Thư. Ông Toàn coi 3 đứa con này là sinh mệnh của mình, vì sau đó dù ông có lấy thêm mấy bà vợ nữa, nhưng cũng không ai sinh cho ông thêm người con nào. Để chồng yên tâm chống quan trường, bà tri huyện một tay quản lý nhà cửa, lo trong lo ngoài. Nhà có trên 100 nhân công làm mắm, 10 gia nhân lo lau dọn bàn ghế, bếp núc, cơm nước. Một gia đình gồm vợ chồng của chị Lại và 2 đứa con chuyên về cây kiểng sân nhà để làm đẹp quanh năm. 3 người lo cơm nước bên ngoài cho nhân công làm mắm ăn. Một dãy nhà ngang rất nhiều phòng dành cho nhân công ở. Bà tri huyện Hướng Tâm có tiếng là nhân hậu, giàu mà không phách. Hướng Tâm vốn dĩ là một cô gái vui tính, năng động. Nhưng vì là tiểu thư của một gia đình hào môn nên nói năng mật thước, tướng đi dáng ngồi cũng phải chừng mực, ra vẻ trong anh đại cát. Nhưng khi về làm vợ Toàn, được tự quyền sinh sát trong tay, thì cô bắt đầu trở thành người thật của mình. Tâm vui vẻ chuyện vãn với nhân công, sởi lởi khi giúp đỡ người nghèo. Những ai cần việc làm để nuôi sống gia đình, cô đều nhận tớt. Biết ai quá khó khăn, Tâm cũng đều bí mật ra tay giúp đỡ. Khi họ vui vẻ, cô cũng nói chuyện chơi đùa với thợ. Khi họ buồn chán, cô mở lòng lắng nghe họ tâm sự. Vì vậy dưới tay Tâm toàn là những người rất mực trung thành với cô. Và bởi vì Tâm đối xử với người ăn kẻ ở rất chân tình nên được nhận lại sự kính trọng tuyệt đối. Ông huyện ra ngoài cũng yên tâm giao điền trang lại cho vợ trông coi. Phải nói rất rõ ràng là ông huyện yêu thương và kính trọng vợ, nhưng cũng không phải là người sợ vợ. Má ông vẫn có uy quyền trong nhà là vì bà là má của quan tri huyện. Giả lại, Hướng Tâm cũng để cho mẹ chồng có tiếng nói trong gia đình. Chính vì vậy, bà luôn hài lòng con dâu và rất mực yêu quý 3 đứa cháu nội của mình. Cả ngày, bà chỉ quanh quẩn bên cháu, giúp chúng làm chuyện này chuyện kia với cả sự tự nguyện, nên 3 đứa cháu luôn quấn quýt bà nội. Chuyện vui buồn gì bên ngoài, chúng cũng đều kể cho bà nội nghe. Đôi khi, 3 anh em cũng rủ nội đi chơi. Niềm vui của bà chỉ cần bao nhiêu đó là đủ. Lò mắm nhà tri huyện Toàn nổi tiếng gần xa, với tay nghề mẹ truyền con nối bao đời, đến đời Tâm thì càng phát triển lớn hơn. Chu vi lò mắm rộng lớn đến một mẫu đất, chỗ để thu nhập cá, chỗ dựa muối, chỗ dựa lưu chậu để ướp mắm, chỗ để nhân công phân loại cá, ủ muối và giai đoạn ướp cá làm mắm thì lúc nào cũng do bà chủ đứng ra chỉ đạo. Đó là một trang trại mắm, mùi thơm xộc vào mũi khi từ xa đi lại. Tuy nhiên, trung tâm của trại mắm vẫn là một gian phòng rất rộng nằm giữa trang trại, được xây dựng kiên cố với 3 lớp cửa. Người giữ chìa khóa ra vào chỉ có bà lớn mới được quyền. Khi cấp bách, bà cũng chỉ giao cho những người tính cẩn mở ra mà thôi. Nhưng rồi có ngày, bà đã tự nguyện chọn giao chìa khóa đó cho bà ba của ông tri huyện. Nói về đường vợ con của ông huyện thì cũng bình thường như bao nhiêu nhà quan khác. Tuy rất mực yêu thương vợ, nhưng ông cũng là người hay động lòng. Không phải động lòng bởi nhan sắc chim sa cá lặn của các cô gái thanh xuân, mà là hễ ai có chuyện gì khó xử thì ông cũng bất bình thay. Vì vậy, chuyện ông cứ nạp hết bà vợ này đến bà vợ khác cũng bắt đầu từ đó. Một hôm đi làm việc ở huyện khác về, ông huyện Toàn mang theo một cô gái. Cô gái ấy nhỏ hơn bà huyện 4 tuổi
và xin bà hãy nạp Nhị Hà làm bà hai. Bà Huyện tá hỏa tâm tinh, đành rằng ông có quyền năm thê bảy thiếp, nhưng bà hoàn toàn không ngờ chưa được 30 tuổi ông lại nạp thiếp, trong khi lúc nào cũng nói bà là người vợ hiền. Ông phải kiếp trước có tu nên kiếp này mới được làm chồng bà. Ngờ đâu lời nói thốt ra chưa nguội dành môi mà ông đã mang về người phụ nữ khác, kêu bà nạp làm vợ hai cho ông. Có phải ông không còn xem trọng bà nữa hay không? Nhưng khi nghe ông trình bày lý do vì sao đưa Nhị Hà về, thì bà lại sẵn lòng cưới Nhị Hà làm bà hai. Sự thật này chỉ có ông bà biết, kể cả má ông cũng không rõ nguyên do. Ông Huyện cứu Nhị Hà trên dòng sông An Phước. Nhị Hà mồ côi cha, mẹ tái giá. Khi sinh con cho cha dưỡng thì băng huyết qua đời, đứa con cũng không giữ được. Lúc đó Hà đã 15 tuổi. Từ đó cô ở với cha dưỡng, một lòng lo lắng chăm sóc cho ông. Vì sau biến cố đó ông đã suy sụp. Ông còn một người con trai riêng tên Ngạn, lớn hơn Hà 4 tuổi, nhưng anh ta phản đối việc ông tục quyền nên bỏ nhà đi. Đến khi mẹ Nhị Hà mất được 7 năm thì anh ta trồi về, tỏ rõ thái độ muốn sở hữu tài sản của cha mình. Tài sản đó cũng có phần của cha cô góp vào, do má cô bán đất điền cha cô để lại về đó mua thêm. Cha dưỡng Hà chỉ muốn trả lại cho cô phần của mẹ cô, nhưng anh ta thì không đồng ý. Anh viện lý do Hà là con gái, trước sau cũng phải lấy chồng, cho đất đai làm gì để đưa người xa lạ về sống chung đụng. Nếu muốn vậy thì hãy lấy anh ta, như vậy thì tài sản sẽ gom về một mối. Ở chung vài ngày, cả cha dượng và Hà đều nhận ra anh ta là một tên khốn kiếp, ăn nói hàm hồ với đủ thứ thối hư tật xấu. Nhưng vì hắn đã xa gián lâu ngày nên cha dượng cô cũng có chút áy náy với hắn, mới để hắn ở lại nhà. Sợ hắn giở trò, ông mới tính tới chuyện chung thân cho Hà. Đó là một thanh niên con của bạn ông. Hai người đã từng gặp nhau, nhưng Hà chưa từng có suy nghĩ gì. Vậy là ông gọi bạn tới để bàn chuyện hôn sự. Hai bên đã thống nhất rồi. Ngờ đâu, hắn năm lần bảy lượt muốn chiếm đoạt cô. Bị cha dượng phát hiện, ông đuổi hắn đi. Vậy là nửa đêm, hắn la làng lên rằng bắt quả tang cha hắn và Hà thông dâm. Hèn chi mẹ chết mà Hà vẫn ở lại đây. Ông giận quá, xách dao dí chém hắn. Hắn phản kháng sau mà ngủ sát luôn ông. Ông chết trước mặt bao nhiêu người. Hắn bị nha môn giải đi. Hà đau khổ làm đám tang cho ông. Thật ra, sau khi mẹ qua đời, Hà đã mặc định ông là cha ruột của mình rồi. Cô thương ông bằng cả tấm lòng của một đứa con. Sau khi chôn cất cha xong, người cha chồng tương lai của Hà khuyên cô bình tĩnh ở lại đây cho đến giáp năm, rồi ông sẽ mang trầu câu hỏi cưới cô cho con trai theo đúng lời hứa với bạn già. Ngờ đâu, nửa đêm hôm đó, không hiểu sao mà Ngạn thoát ra được. Hắn quay về cưỡng bức cô một cách dã man. Hà không chống cự lại nổi nên để thân tàn ma dại chạy ra bờ sông nhảy xuống. Cô không còn mặt mũi mà nhìn hôn phu của mình. Nhưng tạo hóa đã không cho Hà chết. Cô được ông Huyện cứu. Sau khi than trách ông cứu cô làm gì, thì Hà kể cho ông nghe về cuộc đời mình. Vậy là Huyện Toàn đưa Hà về cho bà Huyện Tâm. Nhị Hà đường đường chính chính làm bà hai tri huyện, vĩnh viễn xóa bỏ thời gian buồn tuổi của mình bằng cách chôn sâu nó nằm dưới lớp bà Huyện oai phong một dùng. Bà hai về ở với ông Huyện được 2 tháng thì sảy thai. Sau khi sảy thai, Nhị Hà bỗng lột xác thành một người khác. Trước đây, cô ái ngại với bà cả, rụt rè với cả gia nhân, cũng không dám ngồi ngang cùng mẹ chồng và chồng. Nhưng sau khi mất con rồi, cô như năng động hẳn lên, xuống bếp phụ nấu những món lạ miệng cho cả nhà, ngọt ngào với mẹ chồng, thân thiện với đám con chồng và kính trọng bà tri huyện ra mặt. Cô gặp riêng bà Huyện mà tâm sự. Chị đừng lo sợ em buồn. Cái thai này không phải của anh Huyện mà là của thằng chó chết đó. Lấy em về hơn 1 tháng, anh Huyện không hề đụng chạm đến em. Nhưng em đã phát hiện ra mình mất kinh rồi. Thai hư cũng khoảng thời gian hắn ta hãm hiếp em.
Không giấu gì chị, chính em cố ý làm hư thai. Em không thể sinh con cho loại người đó, không để giọt máu của nó tồn tại trên đời. Em đã lấy anh Huyện rồi thì phải sanh con cho ảnh. Nếu em vô phước không có con thì con chị cũng sẽ là con em. Em không đòi hỏi gì cho mình đâu. Bà cả nghe nói mà thương, rồi Nhị Hà lại tỉ tê thêm. Em định xin chị và anh Huyện cho phép em trở về An Phước một lần, chỉ một lần duy nhất thôi, để em thanh lý toàn bộ tài sản cha em để lại, cũng để xem thằng Ngạn có bị lọt lưới chưa. Nếu chưa, em nhất định sẽ tố cáo cho nó ở tù một xương mới vừa cơn giận trong lòng em. Coi như anh Huyện đã tái sinh em lần nữa, em sẽ không quên ơn này. Em sẽ trở về, nhờ chị nói giúp giùm em. Sao dì không nói trực tiếp với anh Huyện? Em không dám, em sợ ảnh nghĩ rằng em kiếm cớ bỏ đi. Chị nghĩ rằng em sẽ bỏ đi không? Riêng em, thú thật với chị là không đời nào. Đến từng tuổi này á, em mới thấy đây thật sự là cuộc sống mà em mơ ước. Nhưng để toàn tâm toàn ý cho gia đình thì chị ơi, nhất định phải giải quyết những tồn động một cách ráo rẽ. Dì định đi bao lâu? Trễ lắm là một năm, nghe chị. Một năm sau? Bán nhà có phải lâu như vậy không? Nhà mình nó cũng không túng thiếu gì, đất đai để đó cũng có bị mất đâu gì. Nhưng đất vẫn còn là của cha em, mà cha thì đã chết rồi, lâu quá không ai thừa kế thì sẽ trở thành đất hoang bị nhà nước xung công đó chị à. Vậy dì có cần anh Huyện cho người hộ tống mình không? Không cần đâu, em bây giờ nghĩ thoáng rồi, em sẽ không nhu nhược như trước nữa. Em phải về, chứ nếu chính quyền xung vào đất nhà nước thì khó lòng lấy lại. Nếu vậy càng phải cần người của nha môn. Nếu ở đó biết chồng gì là quan huyện thì mọi việc sẽ dễ hơn nhiều chứ. Em phải thật nghèo khổ thì họ mới thương mà trả đất lại chứ. Còn biết em là vợ quan thì họ lại yêu sách đủ thứ. Em không muốn làm phiền và dựa vào thanh thế của chồng đâu, thưa chị. Bà lớn lại nói với chồng. Ông cười rồi giao cho bà toàn quyền quyết định chuyện hậu cung. Vậy là bà hai được cho phép về lại quê nhà. Đúng 14 tháng sau, Nhị Hà quay về. Bấy giờ, nhìn dung nhan bà hai mặn mòi hơn lúc trước gấp mấy lần. Tính tình cởi mở, vui vẻ, hòa nhã. Lâu dần được bà lớn tin tưởng, bà giao tiền chở cho Hà. Hà mua sắm đồ ăn thức uống, có ghi ra sổ sách rạch ròi. Hàng ngày đều trình báo lên cho bà lớn duyệt qua, tiền thừa cũng đưa lại. Lâu dần được bà lớn tin tưởng, giao hết chuyện nhà, từ diện trả lương cho gia nhân đến chi phí ăn uống tiệc tùng. Hà mặc nhiên thành cánh tay đắc lực của Tâm. Tâm chỉ việc trong cô lò mắm của gia đình mà thôi. Huyện Toàn rất quan tâm việc học của các con. Thư tuy là gái, vẫn được cha cho đến trường đi học. Ông muốn con đường quan lộ của con mình phải được rộng thênh thang nhờ vào tài năng của chúng, không phải nhờ bên vợ chiếu cố như ông. Khi Trọng Khôi 10 tuổi, thì ông Huyện nạp thêm cô vợ thứ ba. Cô này tên Thủy Tiên, không ai biết nguồn gốc của cô, chỉ nghe ông Huyện nói gặp nhau vài lần, rồi cô ta tình nguyện theo ông về, chấp nhận sống chung, không cần danh phận. Thủy Tiên đẹp một cách lạ lùng, mắt to, mũi thẳng, miệng lúc nào cũng như đang chúng chím cười, tiếng nói trong giác, lanh lảnh. Tuy vậy, ông Huyện không bị mê hoặc vì nhan sắc đó, mà hững hờ so với hai bà vợ trước, nhất là bà lớn. Ông nói với bà, dù cho ông có nạp thêm bao nhiêu vợ đi nữa, thì trong lòng ông, bà vẫn giữ nguyên vị trí độc tôn. Nói không ghen thì cũng không đúng, nhưng hướng Tâm không muốn bản thân mình tầm thường khi đặt nặng vấn đề đó. Ghen thì đã có bà hai Nhị Hà ghen rồi, nhưng Nhị Hà cũng không ghen. Thái độ bỏ mặc của Nhị Hà cũng làm Tâm vui lòng. Nhưng lạ lắm, nhìn Thủy Tiên ma mị như vậy, nhưng cô rất thực tế. Thấy bà lớn cực nhọc với lò mắm, bà đưa con giao cho nội trông coi, bà hai thì quán xuyến chuyện già, nên Tiên cứ theo sát bên bà lớn mà phụ việc. Sự nhiệt tình của Tiên làm Tâm cảm động. Bà bắt đầu chỉ biểu công việc cho Tiên, dần dà giao cho cô cái quyền trông coi công nhân làm và ghi công phát lương. Tiên làm việc đó rạch ròi nhanh nhẹn,
như trời sinh cô ra để quản lý dạy. Xưởng mắm có một bé gái tên Ngọc, khoảng 16 tuổi, cha mẹ mất sớm đến xin việc. Hướng Tâm thương trẻ mồ côi nên nhận nó vào chỉ để quét dọn trại mắm mỗi buổi chiều để nó có nơi ăn chốn ở. Rảnh rang nên Ngọc hay đi theo Thủy Tiên phụ việc lạc giặc. Con bé rất dễ thương, gặp Tâm ban đầu còn khép nép sợ hãi, dần dà thấy bà chủ thân thiện nên nó cũng hay sáp lại gần. Mỗi khi nó phạm sai lầm gì, Tâm hay đùa: "Con này lì lì á, có ngày á tao bắt mày gài mắm luôn đó nghe." Ngọc cười hề hề chạy đi: "Bà không có làm vậy đâu, bà cưng con mơ." Bà lớn nhìn theo nó rồi nhìn bà ba, cả hai nhún vai cười. Thủy Tiên thấy bà lớn thương Ngọc nên cô cũng ưu ái nó hơn những người khác. Lâu dần, đi đâu cũng kè kè Ngọc theo bên mình, thân như chị em ruột. Ba người vợ sống hòa thuận với nhau như vậy hơn 5 năm trời, trong ấm ngoài êm. Ông Huyện Toàn vì vậy mà nạp thêm bà Tư. Lúc đó ông đã 45 tuổi, bà lớn 42, bà hai 38, còn bà ba mới 30 tuổi thôi. Ông diện cớ quá ít con mà bà hai bà ba không sinh con cho ông được. Bà Tư chỉ mới 23, con gái của vị tú tài, bây giờ đang mở trường dạy học cho thiếu nhi vùng cao. Một lần ông Huyện lên đó thị sát, nhìn thấy được con gái út Hạ Lan của ông Tú mà ngỏ lời cầu hôn và được ông Tú đồng ý. Hạ Lan chỉ lớn hơn Khôi 2 tuổi nên bà lớn không gây khó dễ gì với cô, coi cô như con thay vì vợ nhỏ của chồng. Hạ Lan về nhà ông Huyện, mọi việc đều bỡ ngỡ vì cô sống nơi núi rừng đã quen. Thấy cảnh kẻ hầu người hạ rần rộ trong nhà, không khỏi lo lắng và ngại ngùng. Sự ngây thơ hồn nhiên của Lan khiến cô được mẹ chồng và bà lớn thương mến. Bà hai và bà ba cũng mặc nhiên chấp nhận cô, không hề có tiếng bớt tiếng chì. Bà Tư về được một năm thì cả nhà phát hiện ra bà ba đã mất tích. Ai cũng cho rằng bà đến từ đâu thì về lại nơi đó sau khi đã tích lũy đủ số tiền gom góp tại nhà tri huyện rồi. Bởi vì sự mất tích của bà kéo theo sự mất tích của bé Ngọc ngay trong ngày hôm đó. Chuyện của bà ba gây náo động trong gia đình một thời gian dài. Không biết bao nhiêu giả thuyết đặt ra cho điều này, nhưng mãi vẫn không có đáp án. Hai người bị sốc nhất là ông bà tri huyện. Chân tình họ đã bỏ ra đối đãi với Thủy Tiên không thể nào nhận lại sự bạc bẽo như vậy. Sống chung với nhau ngần ấy năm, bà lớn không tin Thủy Tiên vì tiền mà phản bội ông Huyện và bà. Lại càng không tin Tiên có quan hệ với thanh niên nào đến nỗi bỏ nhà theo hắn xây tổ uyên ương. Rồi mọi chuyện cũng dần trôi qua. Bà Huyện thật lòng thương tiếc Thủy Tiên lắm. Đêm lại, nằm gần ông, bà than thở: "Thiên hạ nói con ba nó cưỡng tiền bạc trốn đi, nhưng tôi không tin mình à. Sổ sách rõ ràng đầy đủ, nó chỉ quản lý lương thợ thôi, chứ có gì đâu mà ăn sáng ăn bớt. Nó tốt lắm, thương mình thương tôi, có hiếu với má. Ở đây quyền hạn đầy đủ, đâu có lệ thuộc ai. Nó ngu dại gì mà cuốn gói theo trai. Có khi nào nó bị gì khi ra ngoài hôn mình? Bởi vì mình thấy đó, nó có đi đâu ra ngoài mà quen biết ai. Nếu nó lan chạ với đám thợ thầy thì mình coi đi. Từ hồi nó biến mất tới giờ, chỗ của mình có mất ai đâu." Ông Huyện xoay mặt vô vách, lầm bầm: "Nó còn trẻ, đâu có cam tâm ở ngoài một chỗ. Bỏ đi là phải rồi." "Nhưng tai mắt nhà mình có khắp mọi nơi, nó muốn trốn bộ dễ hay sao?" "Đi tới tỉnh khác là được chứ gì. Thật ra nó chưa từng thành thực với chúng ta, nhân thân nó ra sao vợ chồng mình có biết đâu. Nhưng trong thời gian sống chung, nó luôn biểu hiện tốt mà mình, bộ mình không thương tiếc nó sao? Người đàn bà bước ra khỏi nhà là không thủ đạo tam tòng tứ đức, tiếc làm gì. Với lại nếu nó thấy đi đến nơi nào mà sống tự do hạnh phúc thì tôi cũng toại nguyện cho nó. Vậy là tốt với nó lắm rồi, muốn gì nữa? Mình tiếc á thì tôi kiếm thêm bà nữa về cho mình, được chưa?" Bà Huyện thở dài, gác tay lên trán: "Mình thích mấy bà nữa thì tùy mình, dù sao thì tôi cũng không quản thúc mình được." Biết bà hờn, ông quay lại ôm lấy bà: "Dù cho tôi có bao nhiêu bà đi nữa thì mình mới chính là thê của tôi.
mình với tôi có con cái, mình hết lòng hết dạ lo cho gia đình này. Những người kia coi như bạn bè, vậy thôi. Mình đừng lo tôi san sẻ tình yêu của người khác khi có con. Tôi đi khám rồi, từ sau khi có con với mình, tôi đã không còn khả năng gieo giống nữa đâu. Bà chồm dậy, chống tay nhìn ông. Mình nói xàm gì vậy? Sự thật đó, mình nằm xuống đi. Tinh trùng của tôi đã bị hư hết rồi. Mình thấy đó, lấy ba bà kia về đến nay, có ai thai nghén dĩ đâu. Vậy sao mình không chữa trị đàng hoàng đi? Tôi cũng đang chữa đó thôi, nhưng chỉ là thuốc tán. Mà tôi cũng không quan trọng chuyện đó nữa. Hai trai một gái, mà lại là con của mình á, là tôi mãn nguyện rồi. Ông quay sang, choàng tay ngang bụng bà, dỗ về. Thôi, nghỉ ngơi đi mình. Không nên bận lòng về con Thủy Tiên nữa. Rõ ràng nó đã bỏ đi, nên dắt theo con Ngọc để hầu hạ nó. Nó có ý đồ từ lâu, mới nâng đỡ con Ngọc đến giờ. Mình chưa ngộ ra sao. Nhưng cả hai đứa nó đều không mang theo tư trang. Chính vì vậy mà tôi mới lo nó bị hại nè. Hại gì mà hại? Trong phạm vi của mình, đố cha đứa nào dám động thủ trên đầu Thái Tuế mà mình lo. Bà Huyện nằm yên trong vòng tay chồng. Bà luôn hiểu và thông cảm cho ông. Việc ông cưới thêm ba người vợ với hy vọng con đàn cháu đóng duy trì dòng họ của ông, sao mà bà không hiểu chứ? Chính vì hiểu nên bà đã dẹp sự ghen tuông của nhi nữ thường tình để ông toại nguyện. Nhưng hôm nay nghe được bí mật của ông, bà thật sự đau lòng chứ không mừng rỡ vì con mình là duy nhất với ông. Trong lòng người vợ hiền bỗng nảy lên một mong muốn, một trong hai bà còn lại sẽ sinh ra cho ông những đứa con khấu khỉnh khác. Ít nhất để các con bà có anh có em ranh rác thêm. Gia cảnh của bà đủ sức nuôi bọn trẻ nên người. Bà hai cưới về đã lâu mà chưa có thai một lần sau lần hư thai đó. Bà ba cũng vậy, có lẽ bà ba đã biết sự thật nên không muốn tuổi già của mình cô đơn mà bỏ đi cũng nên. Chỉ có bà Tư còn quá trẻ, đáng tuổi con ông. Hy vọng bà Tư sẽ sinh con cho ông. Muốn như vậy, bà không nên giao việc cho bà Tư nhiều. Hãy để cô ấy thanh thản mạnh khỏe mới hy vọng hồi sinh đám tinh trùng đang nằm yên bất động trong người ông Huyện được. Nhưng bà Tư Hạ Lan không phải là người thích ăn không ngồi rồi. Tuy cha cô là tú tài, nhưng ông đã lui về ở ẩn từ lâu. Cô là đứa sống chung với cha mẹ, làm hết mọi việc nhà để đỡ đần cho ông bà. Cũng có nhiều đám dạm hỏi, nhưng có lẽ duyên chưa tới nên ông Tú không gả cô cho ai, mà lại chấp nhận để con mình làm bé mọn cho quan tri huyện. Về đây, theo những lời người lớn kể lại thì thường những ông quan có nhiều vợ như vậy, quyền hạn nằm hết ở tay vợ lớn, và người này thì hay nhìn vợ bé của chồng bằng đôi mắt xách mé, khinh thường và ghen ghét. Hạ Lan không thấy điều đó ở bà lớn. Ngay hôm đầu tiên về nhà, cô đã nhận ra ánh mắt chân tình của người chị dành cho mình. Chính vì lẽ đó, khi bà ba bỏ đi, mặc dù Lan nghe nhiều lời đàm tiếu về bà lớn, nhưng cô vẫn không tin. Họ nói lén với bà hai, và cô nghe được là bà lớn ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng sâu hiểm khó dò. Bà ngon ngọt giao việc cho bà ba, rồi âm thầm ngược đãi bà ba. Sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt cho bà ba số tiền, kêu bà hãy bỏ đi để tìm tương lai cho mình, chứ không con cái ở lại với ông Huyện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để chứng minh cho lý lẽ của họ là không sai, họ đưa ra bằng cớ là khi đi bà ba được bà lớn cho đã dắt theo bé Ngọc. Lần nào nghe những lời đó, bà hai cũng đều hăm cắt lưỡi bọn họ. Được một năm thì bà lớn giao chìa khóa kho mắm cho bà Tư Hạ Lan. Hạ Lan rất thân với Trọng Khôi, giữa hai người có tình bạn chứ không phải má Tư gì cả. Lan cũng được lòng của Quân và Thư. Tuy gia thế khác nhau nhưng bốn người họ vô tư chơi với nhau như bạn bè. Bà lớn nhìn thấy hết mà cũng không ngăn cấm. Vì cha là tú tài mở lớp dạy học tại nhà nên Lan cũng hiểu biết. Cô quản lý sổ sách xuất nhập gọn hơn, tiền lương thợ tính không sai một đồng, càng được sự tin tưởng của bà lớn hướng tâm. Nhưng quản lý được một năm thì bà Tư Hạ Lan lại vô cớ biến mất y như bà ba Thủy Tiên. Cả
cả hai đều không mang theo một bộ y phục nào. Lần này thì lớn chuyện, vì ông Tú không thể nào tin con gái mình bỏ đi mà không để lại lý do. Ông bà và anh hai của Lan dắt nhau đến. Ông Tú là người có ăn học, nói năng mật thước, nhưng vì quá thương con, ông không còn nể nang quan hệ quan tỉnh gì, lớn tiếng hạch hỏi gia đình này đã làm gì con ông, hay là đã giết nó rồi giấu xác. Chứ con ông á, dù có chịu trăm cây nghìn đắng, cũng không bao giờ dám vượt qua luân thường đạo lý mà bỏ chồng ra đi. Vợ chồng quan huyện thật chẳng biết giải thích với ông ra sao. Họ hứa trong vòng một tháng sẽ cho ông câu trả lời thích đáng. Bà huyện buồn não ruột. Bà không sợ ông Tú làm lớn chuyện, nhưng bà thương tiếc Hà Lan. Bà thừa biết người ta đàm tiếu bà đã làm gì cô ấy nên mới xảy ra cớ sự. Ba đứa con của bà hoài nghi khắp cả mọi người, nhưng không hề có một ai lộ ra sơ hở nào để họ bác bí. Vài bữa, bà hai gặp bà thỏ thẻ. Câu chuyện này em phải nói với chị, nếu không em sẽ khó chịu lắm. Em vừa mới đuổi việc con Hừng vì nó thài lai đạt chuyện. Nó nói Hạ Lan và Trọng Khôi có tư tình. Trọng Khôi đã cho Tiền Lan đi trốn, sau đó sẽ bỏ nhà đi tìm và hai đứa xây tổ ấm uyên ương. Đợi khi anh Huyện qua đời sẽ dắt về chịu lỗi với chị. Em nghe mà kinh hoàng, sợ nó mồm miệng nhanh nhạy tung tin ra thì tai tiếng gia đình sẽ bị bôi nhọ. Em hỏi nó nghe từ đâu thì đánh chết nó cũng không khai. Em đuổi nó đi rồi chị. Nhưng chị đừng lo, em đã cấm nó không được mở miệng. Nếu còn nghe tin này á, thì dù cho nó ở đâu, nhà mình cũng moi ra được mà cắt lưỡi của nó. Bà Huyện trợn mắt. Trời đất, vậy sao dì không dắt nó tới gặp tôi? Phải chính tôi xác minh chuyện này có thật hay không mới được chứ. Nhà nó ở đâu, dì chỉ đi, tôi sẽ tìm nó liền. À khỏi, nó làm ở đây cũng lâu rồi, chăng có nhiều người biết nhà cửa của nó, để tôi tra là biết ngay. Nó không về quê nó đâu chị, nó cũng sợ chị tìm nó chứ. Chuyện vậy mà sao dì không bàn qua tôi với anh Huyện, dì á quyền tôi hay sao? Liên quan đến đám nhỏ, anh Huyện mà nghe sẽ không để yên đâu. Tôi cũng không muốn con tôi mang tai tiếng như vậy. Tôi phải hỏi Trọng Khôi cho ra lẽ mới được. Nếu đó là sự thật, thì thằng con này cũng không nên giữ nữa rồi. Bà hai lấm lét ngó bà lớn, rụt rè. Thật ra, em chỉ muốn giải quyết cho em chuyện này, không muốn kinh động đến chị. Nhưng nếu chị phát hiện ra sự vắng mặt của nó, thì sao? Cho nên em mới nói với chị, để như đám gia nhân có hỏi, thì chị trả lời cho khớp với em. Bà lớn trong lòng còn hậm hực lắm, liếc nhìn qua bà hai với đôi mắt bức bối. Bỗng bà chợt nhớ ra, ngồi xổm dậy, ngó trân trân vào mắt bà hai Nhị Hà. Ủa, dì nói sao vậy? Em tư mất tích mấy ngày sau đó, tôi không còn ngó thấy con Hừng mà. Dạ, thì em đuổi nó đi ngay ngày hôm đó luôn á chị. Bà lớn thở dài. Lẽ nào Hạ Lan lại cho rằng lấy anh Huyện là nó đã cài sai khuy áo sao ta? Nếu nó không muốn ở lại đây nữa, có nghĩa là nó luôn sẵn sàng trong tư thế bỏ trốn. Vậy sao không mang theo tư trang hay quần áo gì cả? Rồi thì sống như thế nào bên ngoài chứ? Nói sao thì nói, tôi vẫn không tin nó tự ý rời đi. Tôi thấy nó luôn lạc quan vui vẻ, sống chan hòa với mọi người. Không lý do gì mà lại làm chuyện hàm hồ như vậy. Vậy chị giải thích thế nào việc đó? Bà lớn trầm ngâm. Anh Huyện có bốn bà vợ, chỉ có tôi và dì thì mãi tồn tại. Hai người vợ sau lần lượt bỏ nhà đi. Bên ngoài có thể nghĩ rằng giữa tôi và dì có thông đồng để hoặc là đuổi xô hoặc là ám hại hai đứa nó là chuyện bình thường thôi. Thanh giả tự thanh, dì cũng không nên cuốn lên mà hại người như vậy. Chị sao nghĩ dì cũng quá đơn giản. Con ba nó đi dắt theo người hầu mà chị cũng cho rằng nó không có ý bỏ trốn. Còn Từ đang yên đang lành lại mất tích, không bỏ trốn theo trai thì đi đâu mà không về nhà cha mẹ. Ở nơi đây là huyện đường của anh nhà, ai dám chứa chấp hoặc hãm hại tụi nó chứ? Bà hai kính đáo liếc nhìn biểu cảm trên mặt bà cả, rồi đứng dậy kéo Từ ra ngoài. Không có bà ba, bà tư nữa, thì bà lớn lại phải lăn xả vào công việc ở lò mắm, mặc dù bà hai tình nguyện thay thế bà.
giao lại quyền quản lý lại nhà cửa cho bà lớn, còn bà thì lo cho lò mắm. Nhưng bà lớn không đồng ý. Bà muốn nhân cơ hội này nghe ngóng từ đám nhân công xem Thủy Tiên và Hạ Lan trước giờ thân thích giao du với ai. Cái hẹn một tháng với ông Tú ngày một ngán dần khiến bà lo âu. Ông Huyện thì vẫn bình chân như vậy, sáng đi tối về lo chuyện công đường. Còn 10 ngày nữa phải trả lời cho ông Tú mà không thấy ông Huyện quan tâm tới, bà Huyện thắt thỏm trong lòng. Đêm lại bên cạnh ông, bà nói: "Mình nghĩ nên nói sao để trấn an ông Tú đây mình?" Ông Huyện thở dài: "Trấn an bằng cách nào? Mình chuyên xử chuyện thiên hạ, còn chuyện nhà sao không hề để bụng tới vậy?" "Chuyện thiên hạ có cả một đội ngũ được tôi phân công tìm hiểu, chuyện nhà mình thì lại không dám hở răng với ai, sợ bị chê cười. Mà nghĩ cũng lạ, hai người đàn bà đó cũng trưởng thành cả rồi, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cớ sao ông Tú lại đổ hết lỗi cho nhà ta vậy chứ? Kiểu ông ta giống như mình đã hãm hại con của ổng vậy. Sao không thử tìm hiểu xem gia đình ta đối xử với nó như thế nào? Có phân biệt đối xử với nó không? Nó chơi thân với mấy đứa con mình lại giao việc quan trọng cho nó. Lẽ nào họ cho rằng vì nó phát hiện ra điều chi sai trái của nhà ta nên mới bị giết người diệt khẩu hay sao? Mình có tin tôi không? Sao tôi lại không tin mình? Nếu nghi ngờ thì tôi sẽ nghi ngờ bất cứ ai ngoài mình ra. Sống với nhau mấy chục năm, tôi còn lạ gì tính tình của mình nữa? Mình thì có động cơ gì để hại hai đứa nó chứ? Mình có nghe dư luận bên ngoài về việc này không? Đầy tai cả. Nhưng mình yên tâm, tôi không phải là người dễ bị tác động. Tôi tin vào mắt nhìn của bản thân tôi. Tôi thương mình. Cho dù tôi có nạp thiếp đầy nhà, nhưng thê của tôi chỉ có một. Người sẽ bên cạnh tôi cả đời chỉ có một mình mà thôi. Bà Huyện chớp chớp mắt. Mình nói làm tôi cảm động, nhưng mình nghe đầy tai là nghe chuyện gì? Mình biết làm chi thêm bực mình à? Nếu họ nói xấu tôi cũng kệ đi, tôi không thèm phân bua. Nhưng nếu họ lôi con mình vô vụ này thì tôi không để yên cho họ đâu mình à. Tụi nó mất người bạn cũng đã đủ buồn lắm rồi, lại đi đơm đạt chuyện khôi tư tình với vợ của cha nó, mình nghĩ chịu nổi hay không? Ông Huyện trả lời tỉnh bơ. Miệng đời mà mình, bưng bít chỗ này, nó xì chỗ kia. Ai nói gì mà họ, miễn mình trong sạch là được. Tôi không tin ai, nhưng tôi tin con tôi, nó không phải là đứa như vậy. Nhưng mình cứ yên tâm, kim trong bọc có ngày cũng lội ra, sự thật trước sau cũng phải được phơi bày ra ánh sáng thôi. Còn chuyện ông Tú, cha mẹ mất con, mình có thể thông cảm, nhưng họ không nên đổ cho ai, phải tự trách con mình trước mới phải. Mình nghĩ có đúng không? Thôi, hãy yên tâm mà nghỉ ngơi. Chuyện đối mặt với ông Tú, mình để tôi lo. Ông Tú và Hai Định, anh của Hà Lan đến nhà. Lần này ông không có vẻ hùng hổ như trước, mà khuôn mặt hằn sâu nét khắc khổ đau buồn, khiến vợ chồng quan tri huyện chạnh lòng. Vừa an tọa, ông cất tiếng nói ngay. Bà nhà tôi sau lần đó đổ bệnh tới nay không dạy nổi. Tôi biết lỗi này không phải do ông bà Huyện mà ra. Nhưng thật lòng, cha mẹ mất con không có nỗi đau nào tả được. Huống chi nó bây giờ không biết đã chết hay lưu lạc phương nào. Sống phải tìm thấy người, chết phải tìm thấy xác. Tôi mong ông bà Huyện đừng cho sự việc chìm xuồng. Nhà này đã mất tích hai người vợ, cho nên ông hãy cố gắng truy ra nguyên nhân. Gia đình tôi sẽ không gây khó dễ cho ông, nhưng xin ông hãy niệm tình mà điều tra chân tướng sự việc. Có như vậy, dù chết đi, vợ chồng tôi cũng yên tâm mà nhắm mắt. Huyện Toàn ái ngại, cung kính khoanh tay cúi đầu. Cha dạy sao, con cũng sẽ nghe theo. Nhưng cha đừng khách sáo với con như vậy. Vừa qua do công vụ nhiều, đầu óc rối ren, nên con cũng chưa nhúng tay vô vụ này được. Nhà này đã mất hai người đàn bà không rõ nguyên nhân, phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, chứ không để nó trở thành thông lệ được. Cha má cứ an tâm, Hà Lan là vợ con, nếu cô ấy chán chê chồng, muốn bỏ đi, thì con cũng sẽ tìm gặp để trả tự do cho cổ. Còn nếu cổ bị hãm hại, nhất định con không tha cho kẻ đó đâu.
bà Huyện mời hai người ở lại dùng cơm, nhưng ông Tú từ chối. Đang lúc ấy thì có tiếng xe Huê Kỳ đổ ngoài cửa, cả nhà nhóng ra nhìn. Ông Tỉnh trưởng Danh đổng đỉnh từ trên xe bước xuống. Huyện toàn thất kinh, vội vã chạy ra tiếp đón vào nhà. Cây gậy đầu rồng bằng gỗ mun đen bóng trong tay ông Danh gõ theo từng nhịp bước của ông. Thoạt thấy ông Tú, ông Danh cúi đầu chào, làm ông Tú vừa đứng dậy định cáo lui, bất ngờ phải mất bình tĩnh. Toàn mời hai người cha ngồi lại trên bộ trường kỷ. Ông Danh mở lời trước. Chuyện xảy ra như vậy mà các con không hề cho cha hay biết. Trách Hướng Tâm đã xứ sự dũng về để gây nên nỗi bất hạnh này. Anh Tú làm giặc với các con không hề sai. Người ta đã tin tưởng giao con mình cho vợ chồng con. Đối đãi làm sao mà để nó bỏ đi không hiểu nguyên nhân như vậy? Nhà cha mẹ cũng không về là có hai nguyên nhân. Một là nó đã đi theo tình nhân trốn xa ngàn dặm. Hai là nó đã bị kẻ xấu thủ tiêu. Nguyên nhân thứ hai hợp lý hơn. Bởi vì theo cha biết là gia môn các con luôn trên thuận dưới hòa. Huyện Toàn tuy chưa phải là người chồng tốt, nhưng cũng không đến nỗi bạc đãi vợ cho nó khiếp sợ tới mức bỏ đi. Còn bà Huyện là con gái của cha, cha tin nó cũng không có cái gan đó. Vậy thì hướng điều tra chỉ có một, đó là nó bị hãm hại. Mà ai hãm hại? Động cơ nào khiến họ hại con người ta mà lại là hại đến hai người vợ của con? Thu hẹp lại quá trình sinh sống và sinh hoạt của hai người phụ nữ đó, xem họ có quan hệ với ai, rồi dùng phương pháp loại dần. Điều đó hai đứa không nghĩ ra và làm được hay sao? Sự xuất hiện của ông Quan Tỉnh khiến Tâm bất ngờ, nhưng rất là vui mừng. Trên đời này, nếu hỏi bà kính trọng và nể nang ai nhất, thì bà sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là cha của mình. Tâm luôn tin vào mắt nhìn của cha. Bà thần tượng cha đến nỗi các con bà, đứa nào cũng mê ông ngoại như điếu đổ. Trọng Khôi to nhỏ thế nào với các em mà cả ba đứa đều chọn ngành y dược. Hiện tại, Khôi vừa tốt nghiệp trường y, chuẩn bị nhận nhiệm sở trên tỉnh để làm một đốc tờ chuyên khoa tim mạch. Trọng Quân đang học y và chọn đa khoa. Lê Thư mới đậu vào trường dược. Con bé nói hai anh là đốc tờ được rồi, còn nó thì phải bào chế thuốc để phục vụ hai anh. Huyện Toàn hỏi vì sao cả ba lại chọn nghề này, thì chúng đồng thanh trả lời là để lo cho bà nội và ông bà ngoại lúc về già. Ông Danh có nhiều đứa cháu nội ngoại, nhưng ông kỳ vọng vào ba đứa con của Hướng Tâm nhiều hơn hết thảy. Tiễn ông Tú về xong, ông Danh kêu hai vợ chồng Huyện Toàn vào trong, to nhỏ dặn dò một hồi rồi cũng về. Toàn Tâm cảm thấy nhẹ lòng được một mối. Họ không ngờ ông Tú đã nghĩ thoáng và có sự trợ lực của Tỉnh trưởng Danh. Họ thấy yên tâm rồi. Trong lò mắm, trước đây khi mới về thành lập cơ ngơi này, Hướng Tâm có nhận một bé gái trẻ khoảng hơn 10 tuổi về để sai giạc. Bé gái đó tên Lệ. Sở dĩ Tâm nhận nó, nguyên nhân cũng giống như sau này nhận bé Ngọc. Bé Lệ một cô cha lẫn mẹ, gia đình chỉ còn cậu ruột. Nó ở với mợ và bị ngược đãi. Khi Tâm phát hiện ra Lệ khi nó trốn trên cây vú sữa và ngồi tuốt mị trên ngọn như một bóng ma, Tâm dụ nó leo xuống hỏi thăm tình hình. Cô rất đau lòng khi thấy thân thể của nó toàn là vết bầm vết nhéo. Lệ nói nó bị mợ đánh hàng ngày, không biết làm sao phản kháng, chỉ biết leo lên cây trốn và có hôm phải nhịn đói nhịn khát. Mợ vắng nhà mới dám leo xuống lục cơm ăn. Quá bất nhẫn, Tâm qua tận nơi cảnh cáo cậu mợ của Lệ, đưa Lệ về, và từ đó Lệ chấm dứt quan hệ với cậu mình. Ở với Tâm lâu ngày, Lệ rất rành việc ướp mắm. Từ lúc bà ba rồi đến bà tư quản lý, lúc nào cô cũng ở vị trí đó. Tâm đã dạy cho Lệ tất cả thủ thuật trong nghề, không giấu giếm điều gì. Nhưng tuy rằng Lệ đã tin tưởng mọi thứ, nhưng ngay cả bà ba bà tư cũng không biết, huống chi là bà hai. Họ chỉ nghĩ mỗi khi ướp mắm đều là do bà lớn tự ra tay, và công thức này chỉ duy nhất một mình bà lớn biết mà thôi. Nhưng khi bà ba bà tư bỏ đi thì Tâm thật sự thiếu người quản lý. Bà chợt nhớ đến ước mơ mà Lệ thường hay tâm sự với mình. Chị à, em sẽ hết sức trung thành với chị, nhưng em chỉ mong á, sau này nếu có điều kiện, chị hãy hợp tác cho em với một người con trai nào đó để em có cái riêng của mình. Em muốn có chồng chị à, để nếu như không có con á, thì cũng có vợ chồng hữu hỷ khi về già. Em hứa với chị,
Cho dù em lấy ai thì cũng vẫn mãi ở đây với chị, phụ lo toan cho chị đến khi chị không cần em nữa. Nhớ tới điều này, Tâm mới giật mình. Lẽ bây giờ cũng sắp xỉ 30, tuổi xuân của nó trôi qua trong lò mắm mà bà vẫn chưa toại nguyện được cho Lệ. Nhưng tìm đâu ra một thanh niên chưa vợ ở độ tuổi này chứ? Hay là bà nên để Lệ trở thành bà năm của quan tri huyện? Đem điều này nói lại với chồng, ông phì cười. Mình tính nghe gọn bơn hen. Mình không nghĩ rằng á, bây giờ nó là người làm nên toàn tâm toàn ý với mình, chỉ mong được mình thương yêu tính cẩn. Nhưng khi đứng vào đội ngũ làm bà ở đây rồi, nếu may mắn nó có con nữa, mình không nghĩ nó sẽ lấn áp luôn tới mình hay sao? Trên đời á, ai cũng có tham vọng mà mình. Tôi không nghĩ như mình đâu. Muốn người ta toàn tâm toàn ý với mình thì nên tạo cho người ta môi trường tốt nhất, tạo điều kiện cho họ thực hiện được ước mơ của mình. Với ba bà kia, không biết gì về họ mà tôi cũng chấp nhận cho họ vô nhà. Huống chi là con Lệ, tôi đã rành nó từng ly từng tí. Lệ không còn đường để đi, giống như Nhị Hà vậy. Ông Huyện phá lên cười. Vợ người ta nghe chồng có vợ bé bên ngoài thôi đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Vợ Huyện Toàn á, lại muốn đích thân cưới thiếp cho chồng. Thì mình đã nói rồi, dù mình có bao nhiêu thiếp thì tôi vẫn là số một ở vị trí độc tôn mà. Mà cho ông Huyện ỡm ờ ra vẻ dùng dằn, bà Huyện vẫn thành công đưa Lệ lên địa vị bà năm tri huyện. Từ đó, Lệ nghiễm nhiên quản lý lò mắm, không sợ ai lời ra tiếng vào đàm tiếu. Mọi việc bình yên trôi qua. Có thể chuyện mất tích của hai bà vợ rồi cũng chìm vào quên lãng nếu như không có một chuyện xảy ra. Một buổi sáng trời trong gió mát, Tỉnh trưởng Danh trở lại nhà tri huyện. Trên xe có cả Hoàng, em trai của anh Thuận chồng chị Lại, người hiện đang được bà Huyện tính cẩn, có quyền cầm chìa khóa mở cửa khu chính của lò mắm. Ông Danh bước xuống xe, khuôn mặt khó đăm đăm nhìn vào xe và cất giọng quyền lực hét Hoàng. Chưa chịu xuống xe, còn chờ gì nữa? Bay đâu, kêu vợ chồng thằng Thuận tới đây. Hoàng Trung đẩy bẩy xuống xe. Cả nhà tri huyện đều có mặt, kể cả bà nội của Trọng Khôi. Ông bà Huyện không biết chuyện gì, vội vã mời cha vợ vào nhà. Nhưng ông Danh nói, kêu gia nhân nhắc ghế ra đây, cha muốn hỏi thằng này trước mặt mọi người vài ba chuyện. Đám gia nhân khiêng nguyên bộ bàn ghế dài ra trước cửa chính của nhà quan. Ông Danh ngồi xuống chễm chệ, rồi đưa tay ra dấu cho Huyện Toàn ngồi cạnh một bên, chờ mọi người tề tựu đông đủ. Khi vợ chồng chị Lại đến, thấy Hoàng bị trói gô hai tay ra sau thì vô cùng khiếp đảm. Chị Lại mặt cắt không còn chút máu. Anh Thuận run hai chân hai tay, ngó em trai đăm đăm. Hoàng quỳ xuống trước mặt tri huyện Toàn, chảy nước mắt phân bua. Cậu không có ý định bỏ trốn đi, chỉ là con hẹn với người yêu đi một vòng chơi với nó, nhưng con bị ông bắt gặp, cho rằng con phạm lỗi gì đó nên trốn đi. Xin ông bà cứu con. Hướng Tâm kinh ngạc bước tới đứng trước mặt Hoàng. Người yêu của mày là ai? Đi một vòng á là đi đâu? Sao mày không xin phép tao? Chuyện này á anh chị mày có biết không? Ông Tỉnh trưởng Danh nhếch môi cười nhẹ, quay sang bà Huyện. Còn tình nó sao? Nếu như yêu ai, nó nói với anh chị nó một tiếng, họ xin phép con nghỉ vài ngày là được. Làm công thôi mà, làm công ăn lương, không làm không có công. Con đâu vì lý do chi á mà không đồng ý. Đằng này khi cha gặp nó chỉ đi có một mình, tay xách theo hành lý, ý định bỏ trốn sang chốn khác lập nghiệp rõ ràng. Muốn đi á thì đường đường chính chính cứ đi, trốn đi là sao? Một là nó đã gây ra vụ gì ở đây, hai là nó đã dàn xếp cho hai con vợ của Huyện Toàn đi trước, nó theo sau. Hoặc là chính thức sống chung với nhau, hoặc là tiếp tế tiền bạc lương thực. Nếu nó quang minh chính đại thì cớ gì á phải sợ quýnh lên khi gặp cha vậy chứ? Cho nên cha mới bắt trói nó đem về đây cho vợ chồng con điều tra. Nhà con bây giờ không thể mất người vô cớ, không rõ nguyên nhân mãi như vậy được. Ông quay xuống nhìn anh Thuận. Con Lại là nha đầu hồi môn ta cho theo cô ba bay. Nó lấy bay thì mặc nhiên gia đình ta coi bay như người nhà. Cô ba của bay đã cất nhắc gia đình bay để có công ăn việc làm, có chỗ nơi sinh sống ổn định. Vậy thì có điều gì mà phải bí mật với nó chứ? Chuyện thằng em bay có bồ bịch thì cô ba bay á mừng cho nó,
giấu giếm là giấu giếm làm sao? Anh Thuận trầm ngâm một hồi, rồi đứng dậy, quỳ mọp trước mặt ông Danh và Huyện Toàn. Nước mắt nước mũi chảy ra dầm dề. Anh vừa lau, vừa méo máu. Có chuyện xấu hổ này, lẽ ra cô không nên giặt áo cho người xem lưng. Nhưng sự thể đã đến nước này rồi, thà gia đình mang tiếng nhút nhơ, chứ không thể để cô ba và ông Huyện buồn được. Giống anh em con, có cha mẹ già cần phụng dưỡng. Mẹ con cũng yếu đuối bệnh hoạn thường xuyên. Nhưng vì cha con nằm một chỗ, nên mẹ phải chăm sóc. Thằng Hoàng mỗi ngày đi làm đều về nhà đỡ đần cho cha mẹ. Rồi thì nó quen với một cô bé mới lớn, mới 17 tuổi thôi. Cô bé này tên Nhã. Nó ở với cha và mẹ ghẻ trên đất của ông bà ngoại ghẻ đó. Nhã còn một thằng anh trai, nhưng anh em không ưa nhau. Mẹ ghẻ cũng không ưa nó. Khi nó gặp Hoàng là do hôm nọ nó bị thằng anh ruột cưỡng bức nên bỏ chạy. Theo lời Nhã thuật lại thì thằng anh này đã từng hiếp nó lúc nó mới 12 tuổi thôi. Còn nhỏ quá nên không biết gì. Nhưng khi 16 tuổi, Nhã ý thức đó là chuyện đồi bại nên phản kháng. Nó cũng ngu, không nói cho cha nó nghe. Mẹ ghẻ biết hết nhưng luôn bắt bên anh nó. Vậy là con nhỏ ngậm đắng nuốt cay suốt 5 năm trời. Dạo gần đây bắt đầu phản kháng. Đến khi Nhã quen biết Hoàng, có Hoàng bảo vệ thì được tiếp thêm sức mạnh. Nhã thưa với cha mẹ muốn làm vợ Hoàng thì bị ông bà và anh nó chửi cho một chập. Sau khi tìm hiểu thân nhân của Hoàng, cha nó tuyên bố nếu nó dây dưa thì ông sẽ từ nó. Lúc đó gia đình con chỉ nghĩ rằng bên đó chê nhà con nghèo, cha bán thân bất toại, mẹ không làm gì ra tiền. Con đã có gia đình riêng, lao động chính chỉ do một mình Hoàng. Cả Nhã cũng nghĩ vậy nên nó mạnh dạn dọn về sống chung với Hoàng bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ. Vậy là ổng đến nhà quậy tưng bừng một chập. Lúc đó tụi con mới biết rõ nguyên nhân vì sao ổng cấm cản không cho Nhã qua lại với Hoàng. Thì ra lúc mẹ Nhã vừa sanh nó xong đã bị cha con cưỡng bức khi một lần gặp bà ngoài ruộng, bị bà kháng cự kịch liệt nên ông đã đập bể chai nước mang theo uống mà rạch vào phần dưới của bà một phát rồi bỏ đi. Mẹ Nhã chảy máu tới chết. Trước khi chết, bà đã viết xuống đất, nói ra tên hung thủ là cha con. Lúc đó, cha con về tới nhà, bèn dắt mẹ con dọn đi nơi khác liền, nên ông không tìm ra được. Vụ việc dần chìm vào quên lãng, thì cha con mới dắt nhau về đây. Cách nhà ông kia tới một xã, nghĩ rằng không còn gặp lại nữa. Nhưng trời bất dung gian, Nhã lại là vợ của Hoàng. Tuy nhiên, Nhã hàm ơn Hoàng đã cứu nó khỏi cảnh sống kinh hoàng ở nhà mình. Nên dù biết rõ sự thật, chính cha con hại chết mẹ nó vẫn không bỏ đi. Nhưng nó không bao giờ gọi cha con một tiếng cha sau lần đó. Mẹ con cũng vì vậy mà bỏ phế cha con. Ông nằm một mình suốt ngày la ó. Con không dám nói cho vợ con nghe vì sợ tới tai cô ba. Mới đây, con Nhã đã mắng cha con một trận tưng bừng rồi ẵm con đi mất. Nhưng nó không bỏ được Hoàng nên mới cho địa chỉ. Vậy là Hoàng tìm đến vợ mình để lo cho con, sợ nó thiếu thốn trăm bề. Hoàng có nói với con là sẽ tạo điều kiện cho mẹ con của Nhã sống, rồi nó sẽ quay về tự thú với cô ba. Còn nếu Nhã quá khó khăn, nó cũng quay về, nhưng xin lỗi cô ba để rời đi. Nó sẽ quỳ xuống cầu xin vợ chồng con hãy thương nó mà ráng chăm sóc cho cha mẹ già. Nói xong, Thuận ngước nhìn ông Danh. Sự thật là vậy, con xin thề không giấu nửa lời. Ông Danh và ông Toàn nghe xong lời giải thích từ Thuận, ngó thay bộ mặt thảm hại của Hoàng không dám nhìn lên và biểu cảm của nhân công hơn trăm người đang theo dõi. Ai nấy cũng trề môi lắc đầu. Ông Toàn tội nghiệp cho anh em nhà Thuận phải giặt áo cho người xem lưng, chuyện mà họ đã cố tình giấu kín. Ông chưa biết nói sao để an ủi hay quở trách, thì giọng nói sang sảng của cha vợ vang lên. Vậy coi như cha bay đã bị quả báo rồi, đáng đời hắn. Nếu chuyện này được đưa ra xét xử thì nó phải một xương trong khám rồi. Giờ nằm đó sám hối tội lỗi của mình, bị con xem thường, bị vợ hắt hủi. Con vợ của thằng Hoàng nhịn đến bây giờ cũng là trọn tình trọn nghĩa với chồng rồi. Coi cái thế là tụi bay không ăn đời ở kiếp với nhau đâu. Cha của Nhã không có sai ngang bay. Ai lại để con gái mình gả vào nhà của kẻ thù không đội trời chung như vậy? Mà cái con Nhã này cũng ngộ, biên đó là kẻ đã giết mẹ mình, theo lẽ nên dứt áo ra đi liền tức khắc. Sao cứ nấn ná lại hoài? Thôi,
Sự thật sáng tỏ rồi. Bay muốn làm gì thì cứ thỏa thuận với cô dưỡng ba của bay. Nhưng ta nói luôn cho bay biết, bất cứ ai làm chuyện khuất lấp qua mặt cô gái ta mà để ta biết được thì liễu hồn đó. Chuyện của hai bà huyện kia chưa có chìm xuồng đâu nghen. Nhất định phải tìm cho ra đứa ném đá giấu tay mà tề hai bàn tay của nó ra mới được. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.